Bọ ngựa tre khổng lồ của Nghệ An, hội nghệ nhân Hội An gây sốt. Con bọ ngựa có kích thước bằng người trưởng thành, được làm 100% từ tre, do cơ sở của ông Võ Tấn Tân chế tác trong 3 tháng. Dù chưa được xuất xưởng nhưng khiến dân mạng sốt sình sịch. Bọ ngựa tre khổng lồ làm được chủ xưởng tre thủ công mỹ nghệ Tambo Pambo, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, Quảng Nam. Khách hàng đặt mua con bò ngựa này là một người rất am hiểu, yêu thích các sản phẩm thủ công. Suốt 3 tháng qua, từ lúc tới xưởng để đặt hàng, khách hàng chưa một lần gọi điện qua thúc giục. Tôi cũng rất bất ngờ khi sản phẩm của cơ sở được nhiều người biết đến và đón nhận. Đây là sản phẩm do khách hàng đặt riêng. Mỗi sản phẩm ở đây đều là một độc bản bởi các công đoạn chủ yếu bằng thủ công, ông Tân nói. Từ bộ càng, chiếc đầu to, bộ giáp xác cho tới khoang bụng, con bọ tre được ông Tân làm rồi mang ra dựng trước xưởng để đánh dầu móng, mài giữa kỹ càng. Chính hình thù là nấm đó khiến khối người đi ngoang đó tò mò chụp ảnh đăng lên mạng xã hội. Con bọ ngựa này ông Tân mất 3 tháng để hoàn thiện. Chỉ tính riêng công làm đã gần 100 triệu để tạo ra phiên bản y như thật. Ông phải mất công tìm một con bò ngựa thật để quan sát, tính toán tỷ lệ các thông số, sau đó được ông nhân lên hệ đạt kích cỡ mong muốn. Từng bộ phận con bò ngựa được sử dụng mỗi loại tre khác nhau, chỗ dùng phần gốc, chỗ phần ngọn để dễ dàng trong việc tạo hình để sản xuất sản phẩm sử dụng lâu dài, có thể tồn tại hàng chục năm mà vẫn không bị hư hại. Khâu xử lý tre ban đầu rất là quan trọng, cần kỹ càng từng công đoạn. Từ thân và gốc tre xù xì thô ráp qua bàn tay tài hoa của người thợ nơi đây. Đã trở thành những sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo, có hồn. Những tác phẩm của cơ sở ông Tân không chỉ thu hút khách hàng trong nước mà còn du khách nước ngoài rất thích thú trải nghiệm tại xưởng sản xuất. Nhờ đó hình ảnh cây tre Việt Nam được lan tỏa đến bạn bè quốc tế. Theo Tân, ngày xưa nay nhiều người vẫn xem sản phẩm từ cây tre là vật dụng rẻ tiền lại nhanh hỏng nên rất ít dùng. Tuy nhiên những sản phẩm từ tre lại mang tính nghệ thuật rất là cao, có giá trị đối với cách xử lý và bảo quản sẽ rất bền. Vì vậy ông muốn thay đổi cách nhìn của mọi người về cây tre để nâng cao giá trị của loại cây này.